Hôm trước nhìn thấy chiếc bàn này trên mạng làm khá dễ, nên hôm nay tôi sẽ review cách làm chiếc bàn từ lốp xe xin sò này cho các bạn. Đầu tiên anh thanh niên đi kiếm một cái thau cũ, sau đó xịt sơn đen vào, khi nào thấy đẹp thì thôi. Bình xịt sơn có giá 25.000 đồng nhé, nhớ là phải lựa thau cho vừa với lốp xe, trong khi đợi sơn khô chúng ta sẽ làm đế cho bàn. Đây là những dụng cụ cần có. Kiếm một miếng gỗ hình tròn nhỏ hơn đường kính ngoài và lớn hơn đường kính trong. Khoan và bắt vít để cố định mặt bàn vào lốp xe. Các bạn chỉ cần khoan 4 lỗ như vậy là được, sau đó dùng tua vít vặn vào là được. Việc tiếp theo là dán dây thừng vào lốp xe cho nó đẹp. Khúc đầu anh ta dán tôi quên bấm nút quay nên không review được, các bạn thông cảm nhé. Công việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức, cộng thêm mấy chục cây keo nến nữa. Thấy keo ngày một bơi đi mà tôi tiếc tiền quá các bạn, 4.000 đồng một cây, dán xong dây thừng xung quanh lốp xe hết khoảng tầm hơn 20 cây. Khi dán các bạn nhớ keo đến đâu thì dán đến đấy nhé. Để làm đế anh thanh niên xin một miếng ván vụn ở xưởng gỗ về, cưa ra rồi bắt vít cứng vào mặt bàn. Để tiết kiệm thời gian nên anh ta dùng tay vặn vít trực tiếp vào gỗ mà không cần khoan trước. Đổ đất và cát vào chậu cây, các bạn nhớ đổ ít thôi để dễ bưng bê khi cần nhé. Sau đó thêm một lớp sỏi trắng vào, đây là loại sỏi dùng để trồng sen đá, rất nhẹ. Một bao nửa ký có giá là 20.000 đồng thì phải. Anh ấy đặt một vài cục đá ong trông như ba quả núi mini, sau đó đặt sen đá vào. Số sen đá này từ hai chậu lớn được chiết ra, mỗi chậu có giá 50.000. Những viên đá màu xanh là những viên đá phát sáng, nhưng không may anh ấy đã mua phải loại quá hạn sử dụng nên nó nhất quyết không sáng. Anh ấy đang cuộn dây thừng lại, làm đế trước khi bỏ kính lên nhằm tạo khoảng trống giúp cho cây có không khí để thở. Đặt mặt kính cường lực có giá 450.000 đồng lên nữa là hoàn tất. Tổng kinh phí cho chiếc bàn là